anh giúp em giữ bí mật được không? Tôi ghét anh, tôi hận anh. Tôi phải phá nát đám cưới trong mơ của anh để báo thù cho những gì anh đã làm. Đồ lừa đảo. Thôi đi. Làm vậy em buồn gì? Anh sẽ cưới Liên Phạm. Còn tôi sẽ cưới Vi Tâm. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cửa hào môn. Nó không phải là kế hoạch của anh và Julius. Em có mặt được anh. Cô bé lỡ lên. Anh giúp em giữ bí mật được không?